chương 1, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Trường cấp 3 Nam Thành, ngôi trường đứng thứ 5 toàn quốc về mặt cơ sở vật chất cho tới thành tích mà thầy và trò đạt được. Và ở đây cũng chính là ngôi trường mà Diệu Linh sẽ gắn bó trong thời gian tới. Nói về Diệu Linh, cô sở hữu một gương mặt thanh tú. Từ nhỏ cô đã được mọi người quý mến vì ngoại hình và tâm hồn vui vẻ của mình không chỉ có ngoại hình đẹp mà thành tích học tập của cô cũng đáng phải chú ý đã thế diệu linh còn rất hòa đồng với mọi người ngày hôm nay cô sẽ được gặp thầy cô giáo mới và môi trường học tập mới phải nói là cái gì cũng mới vừa bước tới cổng trường thấy thân hình quen thuộc chạy qua diệu linh vội gọi với theo tiểu ước cô nhóc kia thấy có người gọi tên mình liền quay đầu hướng diệu linh nở nụ cười tươi nhanh chân chạy lại Trần Ly Ước là bạn thân của Diệu Linh từ nhỏ. Ly Ước cũng có gương mặt đẹp không kém gì Diệu Linh, nhìn nhiều sẽ cảm thấy cô gái này rất giống một chú thỏ con. Diệu Linh, Tiểu Ước, có phải bà quên tôi rồi không, sao lại bỏ đi chơi suốt hai tháng hè mà không nói với tôi một câu nào hả? Đại tỷ, em nào dám quên đại tỷ chỉ là hôm qua em mới về tới còn chưa kịp xem danh sách lớp nên, gạch dưới ly ước bày ra gương mặt ủy khuất diệu linh nhìn người ở trước mặt đầy khinh bỉ. Cậu thôi ngay cái kiểu ủy khuất đó đi, tớ xem danh sách lớp rồi. Chúng ta học lớp 10A1, mau đi tìm lớp của chúng ta thôi nào. Lúc hai người tìm được lớp thì đồng thời tiếng chuông vào học cũng vang lên. Diệu Linh và Tiểu Ước chọn chỗ ngồi gần cửa sổ tiết một cho đến tiết hai rồi tiết ba tinh thần học tập của diệu linh từ đầu buổi cứ thế giảm dần chán quá đi tiết cuối lại là tiết toán gạch dưới diệu linh lẩm bẩm môn toán là môn cô căm ghét nhất cuối cùng cái môn trời đánh đó cũng tới thầy giáo bước vào và tự giới thiệu về bản thân mình tên là minh hay là cái gì minh đó thì cô cũng không rõ vì hiện giờ cô chỉ chú tâm vào cậu thanh niên đang chơi bóng rổ dưới sân trường kia wow Người kia chơi thật cừ nha. Sau này nhất định phải xin vào đội bóng rổ nữ của trường mới được. Bục cô bị một thứ gì đó đập vô đầu. A à, đau quá, Liếc ánh mắt nghi hoặc sang Tiểu Ước, đổi lại chỉ nhận được cái chỉ tay của cô bạn. Nhìn theo hướng tay của Ly Ước, Diệu Linh sợ xanh cả mặt lão Minh đứng trên bục giảng nhìn cô bằng ánh mắt xin tiền lẻ. Quả này thì cô tiêu thật rồi gạch dưới diệu linh nghĩ em kia đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi mau diệu linh im lặng không lên tiếng hu hu cô có nghe gì đâu mà trả lời thôi thì hôm nay là buổi đầu tiên lên tôi tha cho em nhưng lần sau mà còn tái phạm nữa thì đừng trách tôi diệu linh ngồi xuống thở dài một câu rồi lại hướng ánh mắt xuống sân trường nhưng người kia đã rời đi mất rồi mặc dù là quan sát từ xa nhưng cô có cảm giác người này có cái gì đó rất đặc biệt Giờ ăn chưa cô Thu dọn sách vở rồi cùng Ly Ước đi xuống căng tin. Nhà ăn của trường rất rộng, phải có tới gần 300 cái bàn ở đây chứ chả đùa. Toàn bộ khu nhà ăn được sơn màu trắng thanh lịch, còn những chiếc bàn thì được sơn màu đỏ rực thật là nổi quá mà. Sau một hồi ngắm nhìn cái nhà ăn cô liền bị mất dấu Ly Ước. Không cần tốn nhiều công sức để tìm Ly Ước vì cô đã nhìn thấy Ly Ước đang ra sức lấy đầy cái khay thức ăn của mình tiểu ước cậu có phải heo không vậy sao cậu có thể ăn hết số thức ăn này chứ linh nhi à người xưa có câu sống là để ăn mà nếu tớ không ăn thì không phải là phí cả cuộc đời sao được rồi tớ hết cách với cậu rồi đấy phải nhanh tìm chỗ thôi không lại hết chỗ bây giờ cả hai lấy thức ăn xong nhanh chân đi đến chiếc bàn ở gần chỗ họ đứng nhất hai người đang luồn lách rất là điêu luyện thì bỗng dầm toàn bộ khu nhà ăn lúc này không một tiếng động, ai nấy đều nhìn về phía phát ra tiếng động kia. Diệu Linh sau khi hoàn hồn đứng dậy thì thấy khay thức ăn của mình đang yên vị trên chiếc áo sơ mi trắng của người con trai trước mặt. Mọi người xung quanh thầm cảm thán cho số phận của cô và ai cũng nhìn cô với ánh chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio.com. Thấy bạn mình cứ đứng yên ở đó nhìn chằm chằm người trước mặt mà không hề để ý đến sát khí xung quanh, lý ước bất mãn khều nhẹ vào tay Linh. Diệu Linh, Diệu Linh, Diệu Linh sau khi định thần lại thì mới nhận ra mức độ nguy hiểm lúc bấy giờ. Cô rụt rè đến gần người bị hại và lý nhí xin lỗi. Xin, xin lỗi anh, tôi không cố ý làm vậy đâu, chỉ là tôi không cẩn thận nên mới làm đồ thức ăn lên người anh càng về cuối giọng cô càng nhỏ dần mã tư viễn nhìn con người trước mặt sợ sệt xin lỗi mình bỗng dưng nổi hứng muốn trêu chọc cô anh nhếch mép tạo thành một nụ cười đậm chất ma vương mã tư viễn tiến một bước diệu linh lùi một bước cứ như thế cho tới khi cô va phải chiếc bàn gần đó mã tư viễn mang theo ánh mắt sắc bén cúi xuống chất giọng trầm khàn vang lên là do cô không cẩn thận Nghe thấy vậy, Diệu Linh ra sức gật đầu, đến nỗi ai nhìn vào cũng có cảm giác cổ của cô sắp sửa gãy đến nơi. Mã Tư Viễn cầm lọ mắm tôm gần đó đổ lên đầu cô rồi quay chân bỏ đi. Cho tới khi anh đã đi ra khỏi căng tin Diệu Linh và Ly Ước đứng ở đó vẫn chưa hết sốc, còn mọi người xung quanh thì hình như không có một chút ngạc nhiên nào. Hai, bạn học mới, cô bị như vẫn vẫn còn nhẹ đó diệu linh sau khi tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra với mình thì bắt đầu nổi điên chỉ là cô nhỡ tay thôi có cần nhỏ mọn như vậy không chứ hừ hỏng mất hình tượng soái ca mà bồn tiểu thư dành cho anh tên kia tôi thề nhất định không đội trời chung với anh trải qua ngày học đầu tiên không mấy tốt đẹp diệu linh khuôn mặt ủ rũ lết xác về nhà vừa vào đến cửa mẹ cô liền kéo cô ngồi xuống ghế hỏi han đủ chuyện nào là trường mới có tốt không thầy cô giáo ở đó như thế nào thức ăn có ngon không v v diệu linh chỉ trả lời qua loa rồi đi lên phòng hừ diệu linh ta không thèm chấp cái đồ nhỏ mọn kia hôm sau diệu linh đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ tại vì cái thời khóa biểu ghi lù lù hai tiết toán thế có khác nào đáp bồ kêu, lại còn chuyện hôm qua, thật là, nghĩ đến là thêm tức. Lì ước thấy bạn mình mặt sát thủ bước vào lớp lại ngao ngán thở dài, tâm trạng thế này không khéo cô lại biến thành chỗ cho diệu linh phát hỏa mất. Hai tiết học đầu tiên trôi qua yên ổn, đến tiết toán diệu linh thầm than, trời ơi con hận môn toán, đang than vãn rất chi là nhiệt tình, trong lớp đột nhiên xì xào náo nhiệt hẳn lên nguyên nhân là cái con người rất là đẹp trai đang đứng trước cửa lớp kia nghe mấy bà tám trong lớp thì thầm to nhỏ thì ra là đàn anh lớp trên là phó chủ tịch hội học sinh à tên anh ta là gì ấy nhỉ hoàng tuấn khải thì phải người đẹp tên cũng đẹp tuấn khải sau khi đảo một lượt lớp của cô thì cất bước đi vào điểm dừng chân cũng ở ngay trước chỗ ngồi của cô diệu linh chủ tịch hội hội học sinh có chuyện muốn gặp cô gọi em sao tự dưng lại gọi em lên đó chắc anh nhầm người rồi gạch dưới cô há hốc nhìn anh chàng đẹp trai không em thì còn có diệu linh khác sao nhanh theo tôi chủ tịch hội học sinh không muốn đợi lâu đâu gạch dưới khải vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang ly ước cả em nữa cũng theo đi tôi ly ước bây giờ còn thốn hơn cả diệu linh vừa nãy sao tự dưng lại lôi cô vào tác giả anh khải này để ý đến tiểu ước rồi đây mũ gạch dưới mũ trên đường đi diệu linh gạt hết tò mò đi ra chỗ khác vì nhờ tên hội trưởng mà cô trốn được hai tiết toán mà cô ghét nhất chỉ tội cho các học sinh ở lớp ha 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 huyền mải cười trên nỗi đau của người khác diệu linh không để ý thấy tuấn khải đã dừng lại từ khi nào và hậu quả là đâm phải anh chàng đẹp trai rồi tiền bối tại em không cẩn thận anh không sao chứ không sao chúng ta đến nơi rồi vào thôi. Cả ba người cùng bước vào phòng của hội học sinh, bạn nhỏ Ly ước từ nãy tới giờ không lên tiếng khi nhìn thấy căn phòng hoành tráng thì oao wow, lên một tiếng khiến ai kia mỉm cười. Diệu Linh sau khi nhìn một lượt và cảm than chán chê căn phòng này sau đó mới để ý đến người đang ngồi ung dung trên ghế sofa. Hừ, lại đụng phải tên mặt than kia, mà anh ta làm gì ở đây vậy nhỉ? đừng nói anh ta lại là chủ tịch hội học sinh đấy cô đến rồi thì ngồi xuống đi mã tư viễn nhàn nhã đưa tay chỉ cái ghế đối diện anh gọi tôi lên đây có việc gì sao đừng nói là anh muốn tính sổ chuyện hôm qua nha linh vừa ngồi xuống chiếc ghế đó liền mở miệng chăm chọc Tuấn Khải cùng Ly ước cảm thấy nếu mà không ra khỏi đây sẽ rất có thể tên tuổi sẽ được khác trên bia xi si măng vì ám khí ở đây quá mạnh, hai người không hẹn mà cùng trốn khỏi căn phòng kinh hoàng ấy. Tôi gọi cô lên đây là có chuyện muốn nói, chuyện gì? Nghe nói cô muốn ra nhập đội bóng rổ nữ của trường. Sao anh biết? Sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là tôi đã đề cử cô vào đội bóng của trường rồi, đề cử tôi sao có thể tin hay không thì tùy cô tóm lại mai cô có thể tới đó tập thử thật sao à mà khoan đã không phải tự dưng anh tốt bụng đề cử tôi như vậy chứ anh nói đi anh có điều kiện gì mã tư viễn nở nụ cười nùa miệng mà trong mắt bàn dân thiên hạ thì rất là quyến rũ còn riêng linh nhìn thấy chỉ muốn đấm cho anh ta vài phát đương nhiên là tôi có điều kiện điều kiện gì anh nói đi tư viễn cười gian xảo rồi nhổm người qua phía cô làm chân sai vặt à không nói đúng hơn là làm ô xin cho tôi trong vòng một tháng chương 3, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com diệu linh kinh ngạc chỉ thiếu chút nữa là phi tới bóp chết tên mã tư viễn kia này anh đang bị sảng đúng không tại sao tôi phải chấp nhận làm ô xin cho anh mã tư viễn nhìn dáng vẻ tức giận đến đáng yêu của linh liền không kìm được mà bật cười vậy thì có sao cô phải biết bao nhiêu người muốn theo chân tôi còn trả được không phải được vào thẳng đội bóng rổ là mơ ước của cô sao yên tâm người tốt như tôi sẽ không bạc đãi cô đâu diệu linh khinh bỉ nhìn tư viễn đang tự luyến bảo cô làm ô xin cho anh ta chẳng khác nào bảo cô bỏ đi lòng tự kiêu à nhầm lòng tự tôn của mình nhưng anh ta đã đề cử cô vào đội bóng rổ rồi cũng tốt hai, thôi thì chấp nhận sống chung với lũ trong một tháng vậy. Bất quá anh ta cũng hứa là không làm gì với mình. Diệu Linh uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nhìn vào mắt tư viễn, được thôi tôi sẽ làm ô xin cho anh trong vòng một tháng. Chỉ đúng một tháng thôi, tốt lắm bắt đầu từ ngày mai cô hãy mua cà phê cho tôi trước giờ vào lớp tư viễn giao nhiệm vụ diệu linh ngán ngẩm gật đầu tư viễn thấy cô không trở về lớp mà cứ ngồi ở ghế nhìn anh mã tư viễn ác ma lại muốn dở ý trêu chọc cô xong việc rồi cô không về lớp sao hay là còn muốn ngồi đây ngắm tôi đến hết buổi cái đồ tự luyến nhà anh ai thèm ngắm anh chứ diệu linh lúc này phải nói là gần như sắp bốc cháy tới nơi chợt nhớ ra điều gì đó cô lại cười cười này mã tư viễn cho tôi ngồi đây tới cuối tiết thôi tôi không muốn về lớp để không phải hứng chịu thần chết. À nhầm lão Minh đâu, tùy cô Tư Viễn hở hững nói ly ước sau khi rời khỏi phòng hội học sinh thì cũng không về lớp mà cứ lẽo đẽo theo sau Tuấn Khải trông đầu vẫn là dấu hỏi chấm to đùng Gọi Diệu Linh lên là vì Mã Tư Viễn còn tức chuyện hôm qua đi, nhưng sao Tuấn Khải lại gọi cô lên đây làm gì, tiền bối sao lại gọi em lên đây làm gì? Diệu Linh là người gây chuyện đâu phải em đâu tuấn khải dừng lại cậu và tiểu ước đã đi lòng vòng được một lúc à là tôi sợ tên tư viễn kia làm gì đó quá đáng với diệu linh nên gọi cô theo để đề phòng bất chắc thôi chẳng lẽ bây giờ lại nói là tôi chỉ buột miệng gọi tên em thôi trả lời như vậy thì có mà chết à ly ước à lên một tiếng rồi nhờ khải dẫn đi tham quan trường cô không muốn quay lại học môn toán đáng ghét của lão minh dù sao đi tham quan trường cũng thích sáng hôm sau tâm trạng của diệu linh rất thoải mái con đường từ nhà tới trường cô luôn miệng hát đủ để thấy hôm nay tâm trạng cô ra sao vào lớp diệu linh khoác vai ly ước cười tươi ly ước nhìn cô với ánh mắt khó hiểu vừa mới sáng sớm cô làm gì mà cười tươi như vậy chứ linh có chuyện gì vui sao hả không có sao cậu lại hỏi vậy không có chuyện gì mà cậu lại cười tươi vậy như vậy sao tớ có sao Ly ước thở dài lấy sách vở ra để chuẩn bị vào lớp học. Diệu Linh vẫn tươi cười nhưng hình như cô quên đã quên cái gì đó, thôi kệ sắp vào học rồi. Giờ nghỉ trưa Diệu Linh xuống nhà ăn một mình, vì Ly ước thối tha đã được người khác mời đi ăn cơm rồi nên đã bỏ rơi cô lại. Đoạn đường ngắn ngủi từ lớp xuống nhà ăn mà cô hóng được đủ thứ. Nào là bạn A bị bạn trai đá, bạn C đánh nhau với bạn D, nào là mã tư viễn đẹp trai đủ thứ trên trời dưới đất mã mã tư viễn diệu linh nhớ là phải mua cà phê cho người nào đó vậy mà cứ thản nhiên như không có gì xảy ra cô nghĩ mình cần phải bồi bổ thêm trí nhớ thôi vừa nhắc đến đã thấy người tư viễn đang ung dung tiến vào nhà ăn cô thấy anh ta rất đẹp trai đúng chất nam thần người thì đẹp trai như vậy bất quá tinh thần tự luyến của anh ta càng cao Diệu Linh lấy thức ăn nhanh rồi đi tìm chỗ ngồi, tránh anh ta càng lâu càng tốt. Hành động của Diệu Linh đã lọt vào mắt Tư Viễn. Ánh mắt thâm trầm hướng về phía cô. Diệu Linh, nghe ai đó gọi tên mình Linh theo phản xạ quay đầu lại. Nhìn thấy ác ma cô hối hận tại sao lúc đó không đi thẳng luôn đi. Chào hội trưởng mà anh gọi tôi có việc gì? Viễn nhìn bộ dạng người trước mặt mà người như bốc hỏa cô ta là cố tình hay giả ngốc đây chứ sáng nay cô đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình lát tôi có chuyện muốn nói hẹn gặp cô ở phòng hội học sinh nói rồi viễn lạnh lùng quay chân bước đi diệu linh từ nãy tới giờ vẫn đơ như khúc gỗ tim đập thình thịch phải nhịn chỉ một tháng thôi diệu linh mày phải nhịn diệu linh tự nhủ đến phòng hội học sinh cô ló đầu vào thì đã thấy viễn đang ngồi ở bàn chủ tịch cô đắn đo có nên đi vào hay không thì mã tư viễn đã nhìn chằm chằm cô thật là muốn dọa người quá đi mà anh bảo có chuyện muốn nói với tôi ngày mai cô đến ngay câu lạc bộ bóng rổ luyện tập đi anh nói thật sao diệu linh mặt mũi hớn hở phải giờ thì cô về lớp của mình đi viễn vẫn lạnh lùng nhìn cô diệu linh không nói gì chỉ cười cười rồi đi ra ngoài đến cửa tiếng nói người kia khiến cô không rét mà run Ngày mai mà cô còn không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng trách tôi quá đáng. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com Hôm sau theo sự sắp xếp của Mã Tư Viễn, sau giờ học Diệu Linh vội chạy đến câu lạc bộ bóng rổ. Thật sự là anh ta không hề nói đùa, cô được tham gia vào câu lạc bộ, hơn nữa nếu chơi tốt cô có thể được vào đội hình thi đấu chính thức buổi tập đầu tiên khá suôn sẻ kỹ thuật chơi bóng của diệu linh rất tốt huấn luyện viên rất hài lòng về cô ông nói cô rất có tiềm năng sau này cần chăm chỉ luyện tập kết thúc buổi tập diệu linh khoác ba lô vui vẻ đi về vừa đến cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó mã tư viễn đứng tựa người vào cổng trường ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu xuống khiến cho anh càng toát lên vẻ đẹp đến ngạt thở Diệu Linh ngẩn người, một lúc sau khôi phục tinh thần cô chậm rãi tiến về phía viễn. Hội trưởng Mã, anh chưa về sao? Tôi đợi cô, nghe câu trả lời của anh khiến Diệu Linh ngạc nhiên và có cái gì đó vui vui, chả hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch. Ác ma khi không lại đợi cô, đợi tôi. Anh lại định sai vặt tôi việc gì sao? Oa, anh thật là, tha cho tôi đi, đợi đến mai hãy sai vặt tôi không được sao? có biết tôi phải tập bóng mệt lắm không? Tôi có nói là sẽ bắt cô làm việc gì sao? Nghe cô nói không ngừng nghỉ, đã thế lại còn nghĩ xấu cho mình. Mã Tư Viễn tức xì khói liền ngắt lời cô. Diệu Linh thấy Tư Viễn nói vậy lập tức im lặng, lại bày ra bộ mặt khó hiểu. Không sai vặt thì anh ta đợi cô làm gì vậy a, à? tôi chỉ muốn hỏi xem buổi tập hôm nay như nào thôi." Gạch dưới Tư Viễn nhìn biểu cảm của người kia liền giải thích diệu linh gật gù à một cái sau đó liền cùng anh rời khỏi trường thì ra nhà anh cùng đường với nhà cô nha trên đường về cô thao thao bất tuyệt kể cho anh về buổi tập đến khi về đến nhà lúc nào không hay cứ như người mà hôm qua cô còn căm ghét không phải tư viễn vậy đến khi cô tạm biệt anh đi vào nhà mã tư viên mới rời đi dường như cô không biết nhà của người nào đó nằm ở hướng ngược lại buổi tối diệu linh sau khi tắm xong đang lau khô tóc liền nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên là số lạ diệu linh mở tin nhắn ra đọc đọc xong tin nhắn mặt mũi cô đỏ bừng không phải do vừa tắm xong đâu nha là tức là tức đó này ô xin mai nhớ mua cà phê cho tôi tôi không thích phải đợi đâu người nhắn tin không ai khác ngoài viễn đẹp trai không gọi cô là ô xin anh ta không chịu được sao mà sao anh ta lại có số của cô nhỉ diệu linh thắc mắc chuyện tại sao anh lại có số của mình lập tức nhắn tin lại anh không cần phải nhắc tôi tự khác biết làm mà sao anh biết số của tôi tin nhắn vừa gửi đi không lâu rất nhanh đã có hồi âm chỉ là tôi lấy số từ người quen sao có chuyện cấm không được lấy số để liên lạc với ô xin của mình à lấy được số của cô cũng không hẳn là khó tất cả những gì anh làm là kêu khải hỏi ly ước diệu linh cảm thấy nếu còn nhắn nữa chính cô sẽ bị tức chết liền ném điện thoại sang một bên thư thái đi lên giường ngủ mã tư viễn bên này chờ mãi không thấy cô trả lời có chút buồn cười đã vậy ngày nào cũng sẽ nhắn tin làm phiền cô diệu linh tôi xem em sẽ làm được gì mấy ngày sau diệu linh cảm thấy rất nhàm chán cả sáng cả chiều đều phải học trên lớp sau giờ học lại đi tập bóng rổ lại còn cái tên đáng ghét kia cứ tối lại nhắn tin nói đến khi cô tức thì thôi phải nhịn phải nhịn a à. thoáng cái đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày cô làm ô xin cho viễn nói là ô xin có hơi quá thực ra cũng chỉ đi mua cà phê thỉnh thoảng lợi dụng việc anh ta sai vặt mà trốn tiết toán hôm nay cô chủ nhiệm thông báo sắp tới sẽ có kỳ thi chọn ssg thành phố lần này đội tuyển sẽ tách khỏi lớp để ôn tập những môn học khác sẽ hoàn toàn được miễn diệu linh nghe tên mình trong danh sách liền cười tươi như hoa đã thế còn quay sang cười trên nỗi đau khổ của ly ước nhìn người kia cười nhạo mình khinh bỉ lườm cô một cái ta đây chính là không cần được miễn như nhà ngươi cái chính là trong đợt ôn tập này cô lại không được chơi bóng rổ đi tối đến sau khi học bài xong diệu linh lại nhận được tin nhắn của mã tư viễn em đang làm gì tin nhắn quen thuộc mà hầu như tối nào anh ta cũng nhắn cho cô diệu linh cười tay nhắn lại như một thói quen tôi vừa học xong hội trưởng mã anh không học bài sao tôi cũng vừa học xong diệu linh gật gật hớn hở kể chuyện sáng nay cho mã tư viễn hội trưởng mã tôi kể cho anh nghe hôm nay tôi chính thức ôn thi theo đội tuyển a mã tư viễn nhìn tin nhắn của cô có chút không hài lòng không phải anh không vui vì cô được vào đội tuyển chỉ là tuần cô tách lớp ôn thi đồng nghĩa với việc anh sẽ không được gặp cô trong vòng một tuần. Chúc mừng cô, muộn rồi, ngủ ngon, Diệu Linh đọc tin nhắn của viễn tự nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp, môi cũng bất giác mà cong lên tạo thành một nụ cười. Hội trưởng Mã, ngủ ngon. Mã Tư Viễn, thực ra anh không đáng ghét như tôi tưởng. Chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com thoáng cái đã trôi qua một tuần. Vì cô bận ôn thi nên Viễn không thường xuyên gặp cô, tối đến cũng không thể nhắn tin làm phiền cô. Trong lòng đã nhớ người ta đến phát điên. Anh thừa nhận từ cái sau cái ngày cô làm đồ thức ăn lên người anh, cho Tuấn Khải điều tra về cô một chút thì đã có cảm tình với cô rồi. Làm Ô Xin chỉ là cái cớ để thường xuyên được gặp cô thôi thế nhưng qua tuần này thời hạn ô xin chỉ còn đúng một tuần vậy thì diệu linh sẽ không còn đếm xỉa gì đến anh nữa không được chiến dịch cưa đồ tiểu bảo bối chính thức bắt đầu phải đánh nhanh thắng nhanh gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tối diệu linh xem lại những kiến thức mà mình đã ôn chuẩn bị tốt để mai ra chiến trường à nhầm chuẩn bị tốt để mai thi Kỳ thi này rất quan trọng, cả bạn học đến các thầy cô ở lớp, ngay cả bố mẹ cũng đều kỳ vọng đặt niềm tin vào cô. Sau khi sửa soạn xong, Linh leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cô mở điện thoại ra, có phải đến chục tin nhắn của bạn học chúc cô thi tốt? Wow ngay cả Hoàng Tiền bối cũng nhắn tin à, nhưng mà anh ấy tiết kiệm lời vậy sao, trả bù cho tiểu ước chút nào? Diệu Linh đọc hết tất cả tin nhắn, mỉm cười vui vẻ nhưng mà có hơi thiếu thiếu chỉ là đọc hết tin nhắn rồi vẫn không thấy ai kia nhắn tin Diệu Linh có hơi hụt hẫng, chả hiểu sao cô có chút chờ đợi lời chúc của người nào đó quên đi cái chính là phải ngủ sớm đã để mai còn có tinh thần thoải mái để làm bài thật tốt a à tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới sáng hôm sau Diệu Linh chuẩn bị đến trường thi cô mở điện thoại ra mới phát hiện tin nhắn linh nhi bình tĩnh tự tin làm bài thật tốt chúc em thi tốt mũ gạch dưới mũ diệu linh đọc xong cười rõ tươi cái gì mà linh nhi mã tư viễn hôm nay bị sao vậy chứ không suy nghĩ gì thêm diệu linh tung tăng khoác cặp ra ngoài ây ra linh nhi người ta cũng đâu có quên mất ngươi gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới mã tư viễn ở trong phòng của hội học sinh cũng đứng ngồi không yên đi đi lại lại làm tuấn khải ngồi đó cũng phải hoa cả mát mã tư viễn lo cho người ta như vậy sao không đến đó trực tiếp hỏi thăm người ta nghe khải nói cũng đúng viễn không suy nghĩ gì thêm cầm lấy áo khoác phi ra ngoài với tốc độ ánh sáng trước khi đi còn nghe tuấn khải phán một câu chỉ là đi thi chứ có phải đi đánh trận đâu mà cứ xoắn hết cả lên hoàng thiếu cậu phán như thánh rồi gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới diệu linh ra khỏi phòng thi cũng không mấy vui vẻ Lần này cô làm bài không được như mong đợi. Mải suy nghĩ, cô không để ý đến Tư Viễn đang đợi mình ở cổng trường. Đến khi anh giữ lấy tay cô thì cô mới ngẩng mặt lên. Nhìn người trước mặt không vui mã Tư Viễn có chút đau lòng. "Không sao, còn nhiều kỳ thi khác mà đúng không?" Diệu Linh mắt rưng rưng gật đầu. "Nhưng mà tôi đã làm cho mọi người thất vọng, không ai thất vọng cả, chẳng phải cô đã cố hết sức mình rồi sao?" chúng ta đi về thôi từ viễn nắm tay kéo cô đi diệu linh đột nhiên bị anh nắm tay kéo đi có phần ngạc nhiên nhưng cô cũng không phản kháng cứ thế để cho anh nắm tay mình kéo đi gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới về đến nhà đê linh đi thẳng lên phòng thôi thì ngủ một giấc mai sẽ không còn buồn nữa gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tối đến như mọi ngày cô lại nhận được tin nhắn từ viễn đang làm gì? À, tôi chỉ ngồi không thôi. Anh đang làm gì hội trưởng Mã? Cũng cũng không có việc gì làm. Cô vẫn còn buồn sao? Không, cô nói thật chứ, thật mà. Hội trưởng Mã, anh không tin tôi sao? Rồi rồi. Mà cô cứ gọi tôi là hội trưởng Mã như vậy sao? Không thì tôi phải gọi anh là gì a, à? gọi Viễn ca là được, Diệu Linh thật hết nói nổi người này. Cái gì cũng phải theo ý anh ta. Được được, từ giờ sẽ gọi anh là Viễn ca được chưa? Viễn mỉm cười, vứt điện thoại sang một bên. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Diệu Linh đợi mãi không thấy anh ta trả lời đâm ra có chút bực mình. Viễn bát đàn, không ghét anh không được. Sáng hôm sau, Diệu Linh tạm biệt mẹ, sách cặp ra ngoài. Ra đến cửa cô trố mắt ngạc nhiên. Mã tư viện o gạch dưới o anh ta làm gì ở đây?